xá lợi từ nếu đại bồ tát có phương tiện thiện xảo thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành ý giới pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra chẳng tu hành cái tướng ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái thường vô thường của ý giới pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái là khổ của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng là khổ của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái không bất không của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng không bất không của ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của ý giới pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của ý giới pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra, chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra là tu hành bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử nên biết đó là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo, vì sao? Xá lợi tử, vì ý giới và tánh của ý giới là không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. giá lợi từ ý giới ấy chẳng phải là ý giới, không là ý giới, không chẳng phải là ý giới, ý giới chẳng lìa không, không chẳng lìa ý giới, ý giới tức là không, không tức là ý giới. pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. giá lợi từ nếu đại bồ tát có phương tiện thiện xảo thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành địa giới chẳng tu hành cái tướng địa giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành thủy hỏa phong không thức giới chẳng tu hành cái tướng thủy hỏa phong không thức giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái thường vô thường của địa giới chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của địa giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái thường vô thường của thủy hỏa phong không thức giới chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của thủy hòa phong không thức giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái lạc khổ của địa giới chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của địa giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái lạc khổ của thủy hòa phong không thức giới chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của thủy hòa phong không thức giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của địa giới chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của địa giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của thủy hỏa phong không thức giới chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của thủy hỏa phong không thức giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của địa giới chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của địa giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của thủy hỏa phong không thức giới chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của thủy hỏa phong không thức giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của địa giới chẳng tu hành cái tướng không bất không của địa giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của thủy hỏa phong không thức giới chẳng tu hành cái tướng không bất không của thủy hỏa phong không thức giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của địa giới chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của địa giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của thủy hỏa phong không thức giới là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của địa giới, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của địa giới là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của thủy hỏa phong không thức giới chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thủy hòa phong phong thức giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của địa giới chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của địa giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của thủy hòa phong phong thức giới chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thủy hỏa phong không thức giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của địa giới chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của địa giới là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của thủy hỏa phong không thức giới là tu hành bát nhã ba la mật đa xá lợi tử nên biết đó là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo vì sao xá lợi từ vì địa giới và tánh của địa giới là không thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không xá lợi từ địa giới ấy chẳng phải là địa giới không là địa giới không chẳng phải là địa giới địa giới chẳng lìa không không chẳng lìa địa, địa giới địa giới tức là không không tức là địa giới thủy hỏa phong không thức giới cũng lại như vậy xá lợi từ nếu đại bồ tát có phương tiện thiện xảo thì khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tu hành Thánh đế khổ, chẳng tu hành cái tướng Thánh đế khổ, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành Thánh đế tập diệt đạo, chẳng tu hành cái tướng Thánh đế tập diệt đạo, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng tu hành cái thường vô thường của thánh đế khổ chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của thánh đế khổ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái thường vô thường của thánh đế tập diệt đạo chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của thánh đế tập diệt đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái lạc khổ của thánh đế khổ chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của thánh đế khổ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái lạc khổ của thánh đế tập diệt đạo chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của thánh đế tập diệt đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của thánh đế khổ chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của thánh đế khổ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của thánh đế tập diệt đạo chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của Thánh Đế khổ, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của Thánh Đế khổ là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng tu hành cái không bất không của Thánh Đế khổ. Chẳng tu hành cái tướng không bất không của Thánh đế khổ là tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng tu hành cái không bất không của Thánh đế tập diệt đạo, chẳng tu hành cái tướng không bất không của Thánh đế tập diệt đạo là tu hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của Thánh đế khổ, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của Thánh đế khổ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của thánh đế tập diệt đạo chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của thánh đế tập diệt đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của thánh đế khổ chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thánh đế khổ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của thánh đế tập diệt đạo chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thánh đế tập diệt đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của thánh đế khổ chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thánh đế khổ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của thánh đế tập diệt đạo chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thánh đế tập diệt đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của thánh đế khổ chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của thánh đế khổ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của thánh đế tập diệt đạo chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của thánh đế tập diệt đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa Xá lợi tử nên biết, đó là đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá lợi tử, vì Thánh Đế khổ và tánh của Thánh Đế khổ là không, Thánh Đế tập diệt đạo và tánh của Thánh Đế tập diệt đạo là không. Xá lợi tử, Thánh Đế khổ ấy chẳng phải là Thánh Đế khổ, không là Thánh Đế khổ, không chẳng phải là Thánh Đế khổ, Thánh Đế khổ chẳng lìa không, không chẳng lìa Thánh Đế khổ. Thánh đế khổ tức là không, không tức là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo cũng là như vậy. Xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành vô minh, chẳng tu hành cái tướng vô minh, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành hành thức, danh sắc lục xứ xúc thọ, ái thù hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng tu hành cái tướng hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái thường vô thường của vô minh chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của vô minh là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái thường vô thường của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là tu hành bát nhã ba la mật đa Chẳng tu hành cái lạc khổ của vô minh, chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của vô minh là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái lạc khổ của hành thức danh sắc lục xứ, giúp thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái ngã vô ngã của vô minh, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của vô minh là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái ngã vô ngã của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thù hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của vô minh chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của vô minh là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của vô minh chẳng tu hành cái tướng không bất không của vô minh là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng tu hành cái tướng không bất không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của vô minh chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của vô minh là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của hành thức danh sắc lục xướng xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của vô minh chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của vô minh là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thù hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của vô minh, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của vô minh là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của vô minh, chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của vô minh là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là tu hành bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử nên biết đó là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá lợi tử vì vô minh và tánh của vô minh là không. Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Và tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não là không. Xá lợi tử vô minh ấy chẳng phải là vô minh. Không là vô minh. Không chẳng phải là vô minh vô minh chẳng lìa không, không chẳng lìa vô minh, vô minh tức là không, không tức là vô minh, hành cho đến lão tử sầu than khổ yếu não cũng lại như vậy. Xả lợi tử nếu đại Bồ Tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành bốn tịnh lự chẳng tu hành cái tướng bốn tịnh lự là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tu hành cái tướng bốn vô lượng bốn định vô sắc là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái thường vô thường của bốn tịnh lự chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của bốn tịnh lự là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái thường vô thường của bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của bốn vô lượng bốn định vô sắc là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái lạc khổ của bốn tịnh lự chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của bốn tịnh lự là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái lạc khổ của bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tu hành cái tướng lạc phục của bốn vô lượng bốn định vô sắc là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của bốn tịnh lự chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của bốn tịnh lự là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của bốn vô lượng bốn định vô sắc là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của bốn tịnh lự chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của bốn tịnh lự là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của bốn vô lượng bốn định vô sắc là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của bốn tịnh lự chẳng tu hành cái tướng không bất không của bốn tịnh lự là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tu hành cái tướng không bất không của bốn vô lượng bốn định vô sắc là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của bốn tịnh lự chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn tịnh lự là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn vô lượng bốn định vô sắc là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của bốn tịnh lự chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn tịnh lự là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn vô lượng bốn định vô sắc là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn tịnh lự chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn tịnh lự là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn vô lượng bốn định vô sắc là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của bốn tịnh lự chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn tịnh lự là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn vô lượng bốn định vô sắc là tu hành bát nhã ba la mật đa xá lợi tử nên biết đó là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo vì sao xá lợi tử vì bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không bốn vô lượng bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng bốn định vô sắc là không xá lợi tử bốn tịnh lự ấy chẳng phải là bốn tịnh lự không là bốn tịnh lự không chẳng phải là bốn tịnh lự Bốn tịnh lự chẳng lìa không, không chẳng lìa bốn tịnh lự. Bốn tịnh lự tức là không, không tức là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng là như vậy. Xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát có phương tiện thiện xảo, thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành bốn niệm trụ chẳng tu hành cái tướng bốn niệm trụ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng tu hành cái tướng bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng vô thường của bốn niệm trụ chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của bốn niệm trụ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái thường vô thường của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái lạc khổ của bốn niệm trụ chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của bốn niệm trụ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái lạc khổ của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của bốn niệm trụ chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của bốn niệm trụ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của bốn niệm trụ chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của bốn niệm trụ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của bốn niệm trụ chẳng tu hành cái tướng không bất không của bốn niệm trụ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng tu hành cái tướng không bất không của bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của bốn niệm trụ chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn niệm trụ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của bốn niệm trụ chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn niệm trụ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn niệm trụ chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn niệm trụ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của bốn niệm trụ chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn niệm trụ là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là tu hành bát nhã ba la mật đa giá lợi tử nên biết đó là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo vì sao xá lợi tử vì bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Xá lợi tử bốn niệm trụ ấy chẳng phải là bốn niệm trụ, không là bốn niệm trụ, không chẳng phải là bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ chẳng lìa không, không chẳng lìa bốn niệm trụ bốn niệm trụ tức là không không tức là bốn niệm trụ bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng lại như vậy hết quyển thứ bốn mươi